Trời ơi, tính ra cái chỗ này ngày xưa chính là ngôi nhà của Sammy, mà bây giờ nó đã biến thành một bãi đất trống rồi. Hay, bao nhiêu kỷ niệm ở đây, từ cái thời điểm mà Sammy vừa mới chuyển vào lớp đến lúc mà Sammy quay trở về thế giới phép thuật, thì ở chỗ này chính là cái nơi có rất nhiều kỷ niệm của mình và Sammy. Hay, vậy mà ngôi nhà ấy bây giờ đã biến mất rồi. Hay, thật là biết bao nhiêu kỷ niệm nha. Ủa, có cái ánh sáng gì chiếu chiếu bên kia vậy ta? Có gì tím tím ở đó vậy? Ồ, từ từ để mình qua xem coi. Ủa, tại sao ở đây nó lại có một cái rương ta? Ủa, tại sao ở đằng sau cái cây này lại có một cái rương nhỉ? Chuyện gì vậy? Để mình mở ra mình xem thôi, có cái rương gì vậy? Ủa, trong đây nó có cái chổi thần nè. Ôi, trời ơi. Ủa, mấy bạn ơi, ở trong đây nó có cái chổi thần mà ngày xưa mình hay dùng gọi là để mình gọi là mình bay bay nè bạn. Ủa, giờ còn bay được không ta? Đâu thử coi. Ủa, vẫn còn bay được nha bạn nha. Trời ơi, xịn vậy ta. Ok, đâu để mình thử mình bay lên trời coi. Ôi, trời ơi, nó bay cao quá bạn ơi. Tính ra là đến tận bây giờ mà cây chổi vẫn còn dùng để bay được. Mình tưởng là nó bị hỏng mất tiêu rồi chứ. Ok, đáp xuống đất nè. Ôi, rồi xong đáp cây luôn. Ây da, rồi xong đập mặt vô cây luôn. Trời ơi. Tính ra nhớ ghê luôn các bạn. Cái cây chổi thần này là Sammy tặng mình nè. Ủa, mà sao bà để đây ta? Ở trong đây còn mấy cái bình thuốc gì nữa nè. Ờ, thuốc tuổi trẻ. Ủa là sao? Ủa cái gì? Bình thuốc tuổi trẻ nè. Rồi bình thuốc tuổi già. Rồi cái bình thuốc gì đây? Thuốc sức khỏe. Ồ, thuốc trí nhớ. Wow. Thì ra là ở chỗ này nó có gọi là mấy cái bình thuốc các bạn ơi. Ui, có khi nào bà Sammy bà lo lắng rằng là mai này mình sẽ gặp cái gì đó gọi là nguy hiểm, cho nên bà Sam bà để ở chỗ này cho mình không ta? Thôi, đúng là Sammy. Hey, ngay cả khi Sammy quay trở về thế giới phép thuật, Sammy vẫn còn quan tâm đến mình mấy bạn ạ. À, để lại mấy cái bình thuốc cho mình nữa nè. Ờ, mà khoan, thuốc tuổi trẻ nghĩa là sao ta? Một phút. Ồ, có nghĩa là mình chỉ cần uống cái thuốc này vào á thì mình sẽ trẻ lại hả ta? Ồ, cái gì mà hay vậy? Còn cái này là thuốc tuổi già nè. Là chắc là nó ngược lại với cái thuốc tuổi trẻ là uống vô sẽ bị già đi thì phải. Còn cái này là thuốc sức khỏe. À, chắc là uống cái thuốc này vô là sẽ khỏe mạnh lên nè. Ồ, có khi nào bà Sammy á, bà sợ rằng là mai này mình sẽ già đi, lúc đó mình sẽ già yếu đi rồi á, bà sợ mình sẽ bị bệnh cái kiểu, cho nên bà để cho cái bình thuốc sức khỏe cho mình. Rồi bỏ đi đây, thuốc trí nhớ. À, chắc là uống cái thuốc này vô chúng ta sẽ phục hồi lại được trí nhớ nè. Ghê nha, ghê nha. Còn ở đây là cái cây chổi bay ngày xưa Sammy từng tặng mình. Hay, tính ra là bà Sam này á, bà vẫn còn nhớ là mình ngày xưa rất thích cây chổi bay này, cho nên bà để lại cho mình nè. Trời ơi, đúng là Sammy lo lắng cho mình từng chút một. Thôi rồi, bây giờ mình phải đem mấy cái bình thuốc này mình vô mình khoe cho cá con mới được, để cho nó nhớ lại ngày xưa. Chắc cá con cũng đâu có biết gì về phép thuật đó đúng không? Vô khoe mới được. Chào Phong Cận, anh nhầm chào Phương Cận mới đúng. Trời ơi, bác cứ bị nhầm con với ông nội con đó. Dạ, con chào bác Cairon, có chuyện gì không bác? Ôi trời đất ơi, bác định ra đây á để hoài niệm lại một tí thôi, nhưng mà tiện thể gặp con á, thì bác nhờ con nhắn nhủ tới ông nội cái điều này một tí được không? À, ông nội của con á là Phong Cận á hả? Dạ, có chuyện gì không? Sắp tới á là 3 ngày nữa là cả lớp á sẽ gọi là họp lớp. Nhưng mà bây giờ họp lớp mà thiếu đi Phong Cận á thì rất là buồn luôn. Cho nên con có thể nhắn với ông nội của con á là sắp xếp thời gian để có thể về tham gia tiệc cùng mọi người được không? Ờ, gì? Tiệc họp lớp á? Ồ, đúng rồi các bạn ha. Tính ra còn 3 ngày nữa thôi là đến buổi họp lớp rồi. Nhưng mà hiện tại bây giờ mình đâu có bị già giống như họ đâu. Làm sao mình có thể gặp họ được? Ôi, bây giờ sao ta? Dạ vâng. Để có gì con nhắn lại cho ông nội con cho. Vậy thì được quá. Có gì con nhắn lại với ông nội của con nha. Thôi, ta cũng chỉ nói như vậy thôi. Còn bây giờ ta về đây. 50 năm rồi, hy vọng là sẽ gặp lại. Dạ, tạm biệt ông. Trời ơi bạn ơi, tính ra là 50 năm rồi mà Cairon vẫn còn nhớ về mình mọi người à. Nhưng mà giờ sao ta? Mình lỡ hứa là ngày mai mình sẽ đi, à không, 3 ngày nữa là mình sẽ đi họp lớp rồi. Nhưng mà bây giờ mình còn trẻ, còn họ đã già rồi. Như vậy thì nó sẽ bị vô lý lắm. Có cách nào không ta? À đúng rồi, tính ra là mình có mấy cái bình thuốc này mà. Vậy là đã đến lúc cái bình thuốc này phát huy tác dụng rồi. Bình thuốc tuổi già, có nghĩa là mình chỉ cần uống bình thuốc này vô thì mình sẽ già đi. Hợp lý à, cũng hay á chứ. Vậy tính ra là mình có thể họp lớp được á. Ok, hẹn mọi người 3 ngày sau, tôi sẽ gặp lại mọi người nha. Ơi, vui quá, trời ơi, may mà còn mấy cái bình thuốc phép thuật. Trời ơi, mệt thật sự luôn á.
Làm được cái bàn tiệc như này mất bao lâu thời gian cũng không biết nữa à. Mà nhưng mà thôi không sao, vì gọi là đây là bữa tiệc họp lớp cùng với các thành viên mọi người thì trời mất vả đến mấy cũng chịu được. Ha, thôi giờ chờ mọi người nè. Nhầm. Ê, cho tôi ăn đi. Anh nhầm gì không? Động vào cái gì đấy? Động vào cái gì? Trời ơi, cà quay nè, khoai tây nè, trời ơi, bao nhiêu thứ ngon này hôm nay bà nấu để cho tôi ăn đúng không? Đấy ông, dừng, ông không được động nha. Đấy là khoan, thứ nhất là ông bỏ ngay cái dìu ra dùm tôi cái. Ông có biết đây là bàn ăn thì người ta dùng đũa, người ta dùng thìa, chứ ai đi dùng dìu hả ông? Bỏ xuống. Dìu đâu mà dìu, một bên tay trái là đũa nè, bên tay phải là muỗng nè, hai cái này một tay xúc con gà, một tay xúc khoai chiên ăn nhom. Thôi chảo nữa, ông muốn dùng gì thì tôi đưa, quan trọng là bây giờ ông cất cái đấy đi đã. Thứ hai á, đây là bàn tiệc để dành cho mọi người ăn, chảo nữa mọi người đến thì chúng ta mới được ăn, chứ ai đi ăn trước ở trời, nên là ông không được động đâu nha. Không chịu đâu, cho tôi ăn đi, đồ ăn ngon quá trời, mui kia bò với người ta ăn. Cảnh sát ơi, cửa đây có người không cho người khác ăn đồ. Cảnh sát ơi, mui bắt nạt tôi. Ông bình tĩnh, ông ăn đi, tạo nữa à, cho ông viên kẹo này, ông ăn không? Kẹo. Trời ơi, ông thích nhất là kẹo còn gì. Kẹo hả? Rồi ăn kẹo ông tí nữa rồi cho tôi con gà nghe. Rồi, biết rồi, đừng có động vào nha. Trời ơi, giờ biết rồi, tí ăn con gà ngon quá. Việt Nam Racing Boy, Việt Nam Racing Boy. Ơi, cái ông nội này đi nhanh lên, ông làm gì cà rê vậy ông nội? Việt Nam Racing Boy, Việt Nam Racing Boy, yeah. Trời hết trơn rồi, giờ hai đứa mình mới lết xác tới kìa. Trời ơi, hai người đang đi bằng cái gì vậy trời? Đi bằng điện nè, bộ không có mắt thì sao mà không thấy vậy? Trời, gọi bảo tôi mà ông nói vậy à, trời bà biết sao? Cái ông nội nè bảo bao nhiêu lần rồi đi xe đi không chịu, bắt gọi là cà lết cái thuyền này nè, trời giờ mới tới nè. Trời ơi, cái thuyền mới nghe. Đi cái thuyền này á, đi bộ còn nhanh hơn á. Trời đất ơi, biết sao không? Hồi trẻ cái ông nội này nè, trời làm racing boy, lúc nào ông chở tôi bằng xe hết trơn á, giờ già rồi, còn ngu sức đâu, giờ phải lái thuyền thôi. Mà lái thuyền cũng racing boy nữa, trời ơi, tôi tức ghê, trời cái thuyền mộng cũng lái sinh được hả ông nội? Trời đất ơi, cái đó người ta gọi là đam mê bất diệt mà. Được rồi, vào bàn đi, này, hai người ngồi chỗ này. Trời, biết rồi. Ăn thịt gà, mui. Ai ông bị gì vậy? Ông có thể bình tĩnh được không? Cắt giùm tôi hai cái điều được không? Ăn thịt gà, tôi muốn ăn thịt gà cơ. Ai, hôm nay làm gì ở đây có tiệc hả? Ủa, sao chung sớm ngủ tôi, em mong đợi. Anh bạn già, cuối cùng anh bạn già cũng tới rồi hả? Hôm nay mọi người làm gì ở đây đông đủ vậy? Trời đất ơi, hôm nay mọi người mời ông ngoại đi họp lớp chứ sao? Đừng nói ông quên nữa đúng không? Họp lớp, trời quên, già lũ lẫn rồi quên. Trời ơi, ra đây ngồi kế tôi nè, tôi có gà, tí tôi chia cho ông một nửa con gà ngon lắm. Ủa, mà mọi người ơi, bây giờ chúng ta còn thiếu ai vậy? Đâu để tôi xem nào. Hình như chúng ta còn thiếu Phong Cận với Sammy thì phải. Ôi trời, ông bạn già Phong Cận thì gì của chúng ta. Nhưng mà bây giờ Phong Cận đã đi gọi là qua nước ngoài sống rồi, làm sao có thể về để hợp lớp với chúng ta được đây. Trời ơi, mọi người ai cũng đến đây họp lớp mà ai cũng nhớ đến mình hết. Trời ơi, cảm thấy thương mọi người quá à. Ai cũng đã già hết rồi. Già rồi mà vẫn còn họp lớp mấy bạn ơi. Thời luôn, rớt nước mắt. Trời ơi trời. Nhưng mà không sao, hôm nay tôi đến đây là để tôi họp lớp với mọi người nè. Cho nên là yên tâm, vẫn sẽ có tôi ở đây nha. Cũng may là ở đây mình có một số những cái loại thuốc phép thuật nè, để coi. Hình như là nó có cái thuốc tuổi già thì phải. Đây rồi, thuốc tuổi già đây rồi. Với cái thuốc này nè mấy bạn ơi, mình chỉ cần uống cái thuốc này vô á nha, là mình có thể già đi trong vòng một ngày. Và hết một ngày đó thì mình sẽ trẻ lại. Chắc là bây giờ mình sẽ uống cái thuốc này vô để mình già lại bằng mọi người, sau đó mình sẽ về đây mình thăm mọi người mới được. Ok, chứ bây giờ mình mà gặp mọi người già hết trơn mà mình trẻ thì nhìn nó kỳ lắm. Ok, uống vô thử nha. Nhầm. Chiu. Ủa cái gì? Cái này là khuôn mặt của mình lúc già hả? Ủa cái gì ghê vậy? Trời ơi, sao mình nhớ lúc mà mình còn trẻ nhìn mình đẹp trai lắm mà sao tiên mình già đi, cái mặt mình nhìn thấy ghê còn súng răng nữa trời. Cái gì mà ghê quá vậy? Trời ơi là trời. Thiệt cũng quá, chẳng lẽ mai này mình già mình sẽ xấu như thế này sao? Ôi không được rồi. Nhưng mà thôi kệ,
già một ngày thôi mà. Ôi, nhìn ám ảnh vậy. Ok, cất cái bình thuốc vô nè. Rồi, bây giờ mình đã già nè, bây giờ mình sẽ đến mình thăm mọi người để coi mọi người có bất ngờ không nha. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Phong Cận đây, mọi người có nhớ tôi không? Ủa mọi người, Phong. Đây là Phong Cận. Đây là Phong Cận. Phong Cận. Cái gì vậy? Mọi người bình tĩnh. Cuối cùng ông cũng đã về rồi sao? 50 năm qua ông đi đâu? Tại sao ông không cho tiền alo? Tại sao không gửi tiền alo? Tại sao ông không nói tin tức gì cho mọi người hả? Trời, cái gì mà tôi đi xa rồi mọi người cứ đòi tôi gửi tiền, cái gì vậy? Cái gì mà gửi tiền không nội? Ôi, ông tôi nó nhầm ba. Lộn. Tôi tính ra là tôi cũng đã đi lâu lắm rồi, 50 năm rồi, giờ quay về gặp mọi người nè. Tôi biết hôm nay là ngày chúng ta họp lớp đúng không? Cho nên là tôi phải về nè. Mọi người gặp tôi mọi người có vui không? Trời đất ơi, lâu lắm mới gặp. Trời ơi, tôi cảm động quá khi mọi người vẫn còn nhớ đến tôi. Thì tính ra bây giờ anh em chúng ta ai cũng đã già hết rồi ha. Thôi, trời ơi, tôi vui quá. Ủa mà hôm nay mọi người đông đủ ghê nè, họp lớp tôi tưởng là sẽ thiếu một vài người chứ ai về đâu đông đủ ha. Ủa khoan, ông Dịch đâu? Trời ơi, thiếu làm sao được. Ông Dịch đâu? Ông Dịch đâu? Trong ghê kìa. Hả? À Việt, Việt thì thông cảm, Việt dạo này già nên là bị lẫn, nói chung là tính già như trẻ con nó dễ quên. Mui cho Dịch anh gà ráng mọi trời người ơi. Happy birthday. Trời ơi, gà ráng đi. Tôi không ngờ cũng có ngày ông Dịch ổng kiểu khùng khùng điên điên như thế này sao? Nhớ ngày xưa ông Dịch ổng gọi là thông minh lắm mà sao bây giờ ổng bị như vậy vậy? Ủa ổng già rồi ổng vậy hả mọi người? Đúng rồi, già bị lẫn rồi á, không biết gì đâu. Đó. Màu xanh này nhìn quen quen ta. Trời ơi, Dịch, ông không nhớ tôi hả? Ê, tôi là Phong Cận nè. Đây là ngào vậy, nó tính đến anh gà rắn tôi kìa, tôi ký đầu nó cái được không? Được, ký được vậy. Ê, cái gì vậy, cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, Dịch ơi, là Dịch. Ông không nhớ tôi là ai hả Dịch? Tôi là Phong Cận nè, trời ơi, lâu ngày quá không gặp mà ông không nhớ tôi hả? Phong Cận? Đúng rồi, Phong Cận đây. Mọi người ơi, đó là Phong Cận nè. Đúng rồi, tôi Phong Cận nè, ông nhớ tôi hả? Trời ơi. Không được nè. Trời, cái thôi kệ ổng đi tí nữa, chúng ta bắt đầu chúng ta giải thích cho ổng sau ha mọi người. Còn bây giờ thì quên mất chưa giới thiệu mọi người. Đây chính là gọi là gì ta, cháu của tôi, đây là bà gì ta, Phương Cận, cháu của tôi hôm bữa nó đến thăm mọi người nhớ không? Nhớ chứ. À ok, thôi được rồi. Đừng ăn gà rán của tôi nha. Yên tâm đi, tôi không ăn gà rán của ông đâu, mệt quá. Thôi giờ mọi người vô ghế ngồi mọi người ơi, vô ghế ngồi anh em chúng ta lâu ngày. Vô ghế ngồi. Rồi, đi ra chỗ khác đi, để tôi ngồi cái Phong Cận. Thôi để tôi quay, tôi ngồi chung với ông Siro. Đó, mọi người ngồi bên kia đi. Cái gì vậy Caron? Hả? Ông muốn ngồi kế bên lâu ngày à? Mới gặp. Đúng rồi, bạn nhân lâu ngày mới gặp ngồi cạnh nhau luôn. Ok, vậy tôi được. Tôi để ý lâu ngày rồi mới gặp lại ông hối luôn vậy. Ủa, à ngày xưa tóc tôi nhiều lắm mà lâu ngày quá tôi già đi rồi phải đầu hối chứ sao. Ông nhìn ông Dịch kìa, già xong đầu chọc luôn kìa, trời ơi trời. Trời ơi, cái bàn đồ ăn hôm nay ngon ghê, nào là heo quay nè, rồi gà quay nè, tùm lum luôn. Ủa cái bàn này ai nấu vậy, hay là ai mua vậy, ngon vậy hả? Trời ơi, tôi nè, bàn của tôi đó, tôi đó. Ui, ca mui nấu hả? Hay cho tôi đó. Trời ơi, ca mui nấu đồ tôi ăn nhớ này bàn chỉ có ngon là thôi. Tôi nấu mà. Hả gì? Ông bị quên trí nhớ chứ không phải là nhầm trí nhớ nha ông, đừng có nhận vơ như thế nha. Trời ơi, đồ ăn này là ca mui nấu mà chứ Siro nấu hồi nào Siro xạo ông già rồi sao ông nấu ăn được. Ông là con trai nữa sao ông nấu ăn giỏi bằng ca mui được đúng không? Tôi mở quán bán bún á, tôi nấu bún ngon, ca mui hồng tô bún thì tôi nấu nè. Trời ơi, xạo thôi. Thôi được rồi. Thôi bây giờ chúng ta cùng nhau nhập tiệc nè mọi người ơi, chúng ta cùng nhau nhập tiệc thôi. Trời ơi, mọi người ơi. Trời đất ơi, ê, chưa đủ người mong nhập tiệc cái gì, trời quỷ lần lai. Ủa, còn thiếu ai đâu, tôi thấy là đông đủ rồi nè, Phong Cận nè, Kairon, Simi, Mr. Dịch, Siro, Kamui, đủ hết rồi bạn. Trời ơi, thiếu một người mà ông còn không biết nữa, Sammy chứ ai nữa, ông quen hả? Sammy hả? Ôi, chết rồi bạn ơi, giờ sao ta? Chết rồi, tính ra là Sammy. Ủa mà Sammy đâu có ở đây đâu, chết rồi, giờ sao vậy? Cho tôi hỏi cái coi. Ủa sao tôi nhớ là bà Sammy á, bà biến mất ở đâu á? Hình như là bà có đi nước ngoài chung với ông không? Sao tôi không thấy bà xuất hiện vậy? Sammy hả? Sammy á thì giờ sao trời, giờ biết nói sao ta? Tính ra bây giờ Sammy về thế giới phép thuật rồi, Sammy đâu có ở đây đâu. Mà mọi người á thì muốn gặp Sammy, giờ sao ta? Xin chào mọi người. Ủa? Hả? Ủa? Sammy? Ủa? Sao bà lại ở đây? Ủa? Sammy hả? Sao? 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 Ủa? Sam? Tôi...
tôi tưởng là bà đang mọi người ơi, Sammy tới nè, Sammy về nè mọi người. Trời đất ơi, trời ơi, còn chờ gì nữa, vô ăn thôi. Ủa Sam, trong 50 năm qua bà đi đâu vậy hả? À trời đất ơi, tôi qua đi nước ngoài sống mà, nó bây giờ mới về nè, về thăm mọi người nè. Trời ơi, nhớ mọi người quá hả? Trời ơi, tôi không ngờ là bà quay về đây luôn á. Trời ơi, vậy là lớp chúng ta hợp lớp đầy đủ mọi người luôn rồi. Em qua Mỹ rồi biết nói tiếng Anh không? Hả? Biết chứ, trời ơi, biết nói tiếng Anh nè, hello là xin chào, goodbye, tạm biệt. Đó, đúng rồi, trời ơi, giỏi vậy. Bà đã thua mọi người Ok, mọi người vào đi. Sim vô chú đi, tôi nói chuyện với Sam xíu. Đi vô chú đi. Ủa Sam, tôi hỏi nè. Ủa, tôi nhớ là bà đang ở thế giới phép thuật mà. Ủa, tại sao bà lại quay về đây? Thì mọi người học lớp mà, tôi phải về chứ. À, trời ơi. Ủa mà tự nhiên không biến thành già gì đâu, biến già đẹp đẹp xíu tiền, biến thành già cái mặt đầy nếp nhăn nè. Trời ơi, già phải như thế này chứ, ông bảo già còn đẹp nữa hả? Già này là được lắm rồi. Ông nhìn ông lại coi. Trời ơi, đầu quái răng còn xuống kìa. Ủa cãi tôi nữa kìa. Cãi tôi già, tôi bị vậy nhưng mà nhìn nó nam tính thấy không? Nó phải râu ria vậy nhìn nó mới nam tính thấy không? Tẩy lau. Thôi được rồi. Bây giờ á, chắc là tôi nghĩ là mọi người cũng đã già rồi, cho nên mọi người cũng không còn nhớ bà chính là người của thế giới phép thuật ở đâu. Cho nên thôi, chúng ta cứ giữ kín chuyện này đi ha. Ok. Rồi ok, giờ. Ôi mọi người ơi, vui quá, hôm nay Sammy về rồi. Ơi các con đi qua kia ngồi đi. Các con nè, đi qua bên kia ngồi đi để cho gọi là anh ngồi chung với Sammy coi. Qua bên kia. Rồi Sam vô ngồi liền đi Sam. Trời ơi, mừng quá. Ôi, vậy là lớp chúng ta hôm nay đã họp lớp đầy đủ được 7 người rồi nè, không thiếu một ai luôn. Vui quá trời vui luôn mọi người ơi. Trời ơi, mừng ghê á trời. Ủa gì mà dịch khóc vậy? Ủa gì dịch khóc vậy? Trời ơi, một người nữa tới là phải chia gà quay mất rồi. Cái gì vậy? Thôi được rồi, ông ăn cái con gà quay của ông đi, không ai thèm dành với ông đâu mà ông khóc, không ai thèm đâu. Ủa, tỉnh đâu. Thiệt. Ủa, mọi người bảo tôi ăn gà quay nè. Chạy. Cái gì vậy? Ủa, gà quay đâu rồi? Ủa, gà quay đâu rồi? Trời ơi, ông Siro này ác quá nha, ăn con gà quay của ổng tự lao được chứ. Thôi mọi người nhập tiền đi nào mọi người ơi, nhập tiền. Đây bây giờ để tôi thử trước nha, để xem coi. Ở chỗ này là tôi thấy có cái dĩa súp gì ngon quá nè, để tôi thử miếng nha. Hình như cái này là súp cá mui nấu phải không nha? Đúng rồi, tôi nấu ra, là đầu bếp 5 sao rồi. Ông vậy hả? Đâu để tôi thử miếng coi. Ngon tất nhiên tôi nấu mà. ngon thiệt. Cái gì mà ngon ngoài vậy? Cai Ron ăn thử miếng cái. Đây để mình ăn thử. Ngon. Chưa nấu 10 năm đó. Nó ngon thiệt. Trời đất ơi. Thôi được rồi. Ủa nhưng mà đồ ăn này coi cái bộ ngày xưa ca mui nấu đồ ăn ngon lắm mà giờ già rồi nấu ăn ngon hơn nữa ha. Quá đúng. Ca mui nấu ăn xong á là vịt đàn nào cũng ăn hết mà. Trời, đúng rồi, đồ ăn mui nấu ngon mà. Rồi ha các bạn ha. Mấy bạn ơi, mấy bạn đã hiểu lý do vì sao mà ông vịt ổng bị vậy chưa? Mấy bạn lý do vì sao mà ông dịch ông bị khùng vậy chứ bạn? Là do là ổng gọi là ngày nào cũng ăn đồ ăn của ca mui các bạn, cho nên là bây giờ là ổng bị khùng vậy luôn bạn. Coi thiệt. Ăn miết giờ hỏi cái đầu luôn ghê dữ vậy. Ăn xong miết hỏi đầu. Đúng rồi, ca mui nấu đồ ăn sao mà dịch ăn xong dịch hỏi đầu luôn ghê thiệt. Thôi. Ê, nhưng mà ăn đồ ăn nha, cái này là do ổng nha. Nhưng mà tính ra là bây giờ tự nhiên thấy mọi người già hết trơn rồi, sao mà tôi nhớ lại cái thời tuổi trẻ ghê ha mọi người ha. Đây, mình nhớ là tuổi trẻ của mình á. Tuổi trẻ chúng nó tôi nhớ lại cái thời tuổi trẻ của tôi á, ngày nào cũng làm racing boy á, không đấy, gọi là đi ra trường nè, không cầm chiếc xe em cái nào cũng phải gọi là mê luôn. Vậy mà bây giờ hài hết sức rồi. Đúng rồi, nếu những bạn nào mà có xem những cái tập gọi là trước kia lúc mà mình còn đi học á thì mình nghĩ chắc các bạn cũng nhớ rằng là Kairon đã từng là một racing boy đúng không nào. Để nhớ lại ký ức ngày xưa coi, nhớ lại coi. Cái gì vậy? Tay đua đến thật. Dừng lại, tao nói nghe. Ủa gì vậy cái Ron? Trời, bạn đi ra cho mình đi vào trường học không thôi là thầy cô la mình á, trời ơi học mất tiêu rồi. Đó,
mấy bạn nhớ chưa? Mấy bạn đã nhớ chưa? Hey, ôi, nhưng mà tính ra bây giờ già rồi không còn lái xe được hả, Kairon? Trời đất ơi, bây giờ mình lái xe cái gì nữa? Bây giờ sức yếu hết trơn rồi, bây giờ chỉ lái được cái thứ này thôi nè. Đâu cái gì đâu. Lột nè, đó. Đó, lái được này nè. Bây giờ lái thuyền hả? Thôi được rồi, Kai à. Đúng rồi. Kai à, tôi nói ông nghe nè. Mặc dù là ông đã già rồi, ông bị chậm chạp đúng không? Nhưng mà không sao. Tôi ở đây tôi có một cái loại thuốc. Nó có tên là gì ta, thuốc sức khỏe. Cái loại thuốc này rất là bổ nha. Ông chỉ cần uống vô á là ngay lập tức là ông sẽ gọi là sức khỏe của ông sẽ được cải thiện. Và ông sẽ khỏe mạnh rất là nhiều. Hiểu không? Nani? Ghê vậy? Nghe ông Canada Nobita quá vậy? Đúng rồi nè, hãy thử đi. Uống thử bình đi. Là ông sẽ thấy được. Khoan từ từ. Uống nửa bình thôi ông nội, chừa nửa bình để cho ông dịch chứ tôi thấy ông dịch ông cũng hơi bị yếu yếu rồi đó. Rồi ok, để tôi uống nửa bình. Ok rồi, đến đây, đây cho tôi. Để tôi thử rồi. Ok. Wow, oh my god, trời đất ơi, dẻo dai quá. Cái gì vậy? Trời đất ơi, ủa coi ông làm cái gì ông nói? Cái gì mày, cái gì mới vừa uống vô xong cái đầu nhảy hip hop vậy? Dữ vậy, ui, khỏe dữ. Trời đất ơi. Ôi cảm giác như là bây giờ mọi nguồn năng lượng đang gọi là tràn trề. Trời đất ơi tôi thấy nhảy kìa. Trời thấy dẻo dai không? Wow. Dẻo dai thiệt, ghê thiệt. Trời ơi trời. Rồi, đây dịch. Giờ tôi nói ông nghe nè, tôi có cái thuốc này gọi là hay lắm. Ông uống vô là sức khỏe của ông sẽ được cải thiện đi rất là nhiều. Ông nhìn thấy không? Kairon uống vô xong Kairon quẩy luôn kìa, ghê không? Đây, dịch uống cái dịch. Dẻo dai quá. Ủa đây là thuốc gì vậy? Có bằng gà đá không? À, cái này hả? À? Cái này là gì ta? À, cái này là thuốc nước gà ngọt, rán á. Thầy bảo là nước ngọt. À, gì? Nước ngọt hả? À, thầy bảo là nước ngọt. Cái này là nước ngọt á, dịch uống đi dịch. Ủa, nước ngọt hả? Trời đúng rồi. Tôi thích nước ngọt lắm á. Uống đi. Cái này vô rồi. Từ uống coi giống Coca không à? Ngon. Trời ơi. Ủa, cái gì vậy? Ủa, cái gì vậy? Ủa, dịch có sao không vậy? Ông Tận, mèo Simmy. Ủa, sao mọi người đây vậy? Ủa? Trời ơi. Ông dịch nhớ rồi nè. Ông dịch ông vừa uống vô cầm. Ờ dịch tôi hỏi ông này nha. 1 cộng 1 bằng mấy dịch? 1 bằng 3 bằng 2. À 1 bằng 2. Trời ơi, đó mấy bạn thấy không? Ông dịch trước kia ông già đi rồi xong bắt đầu ông khờ khờ lẫn lẫn rồi giờ ông uống cái thuốc này vô của mình cái ông khỏe lại à, trí nhớ ông gọi là bình thường trở lại, ông thông minh lại rồi các bạn. À. Trời ơi. Cứ lại đây vậy. Ở chúng ta đang hợp lớp. Ủa? Chúng ta đang hợp lớp với nhau. Trời ơi, giỏi không? Dịch khỏe rồi nè. Ủa, okay. Hợp lớp hả? Đúng rồi, còn ở đây. Đúng không? Ông ăn thử đi, tôi tin nấu riêng cho ông đó. Đúng rồi. Đồ ăn gì mà dở vậy? Ê, này, đó giờ là ông toàn ăn đồ ăn tôi nấu cho ông nha. Bây giờ ông khan dở là sao? Ý ông là gì hả? Đồ ăn bà. Dịch cũng ngon đó, bà chứ bà ăn đi. Dịch, ông lại đem lại, tôi nói ông nghe nè. Ông có biết lý do vì sao mà đầu ông chọc lóc không? Ủa đâu, tôi chọc. Ủa thắt rồi. Đầu ông chọc lóc á là do ông ăn đồ ăn của Camui nấu á, cho nên đầu ông chọc luôn á, ghê không? Nani? Ủa sao đồ ăn ông rồi, sao ông mua? Gì đâu? Bà Camui này, bà đã khiến cho tôi già nua đi rồi, mất tóc luôn. Trời đất ơi, quần áo tôi mặc kiểu gì, trời mặc phong cách gì, trời ơi. Thì người luôn, Camui, bà đã gọi là khiến cho tôi bay màu tuổi trẻ rồi. Alo. Ê, thôi được rồi. Tôi mày nấu cho ông chứ bộ. Thôi được rồi, còn siro nè, siro rồi, đây, siro là đây. Tôi ở đây tôi có một cái lọ thuốc, cái tên là thuốc trí nhớ. Tôi biết là ông già rồi cho nên là ông hay quên á, cho nên tôi có cái lọ thuốc này. Ông chỉ cần uống cái lọ thuốc này vô thì trí nhớ của ông sẽ được cải thiện rất là nhiều. Ông sẽ nhớ được, hiểu không? Rồi uống đi. Ủa mà thuốc này làm gì vậy? Thuốc này, trời ơi ông mới vừa nói xong ông quên luôn các bạn ơi. Đó, mới vừa nói ông quên luôn. Đó, thuốc này á, thuốc này uống vô để cải thiện trí nhớ. Rồi uống đi. Thuốc này uống vô miếng trên nước bo. Uống đi. À, ngon không? Ngon quá ta, trời cái gì nó thanh tao mà nó ngọt. Tôi nhớ rồi, ngày hôm qua tôi làm mất chìa khóa xe, tôi nhớ ra rồi. Cái gì ha, tôi để quên. Tôi đi quên nhà cây con. Wow, trời ơi, mày thấy không? Mày thấy không, Siro vừa mới uống thuốc vô cái thôi là Siro cải thiện được trí nhớ luôn kìa, trời ơi. Cái gì? Vấn đề là Ro qua nhà cây làm gì? Ai biết? Mà trời, người ta qua chơi, người ta qua mở nhạc già mà còn sung lắm nha anh. Quẩy nè, đó. Quẩy. Ghê, qua nhà hai ông mở nhạc quẩy. Trời ơi, tào lao. Khoan ông ơi. Ok mọi người, bây giờ tập trung vào bữa tiệc chúng ta ăn uống nó say xong rồi. Đúng chúng ta ngồi quẩy lắm thôi. Ăn hả? Thôi chúng ta uống thôi được không? Mọi người, chúng ta uống đi ha. Uống đi. À, tôi thấy có mấy
Tôi thấy có mấy cái chai coca nè, chúng ta uống coca thay vì chúng ta ăn đi mọi người. Chứ tôi ăn rồi. tôi ăn no rồi. Thôi mọi người ăn đi. Tôi nhường cay á, tôi nhường cay ăn đi. À, tôi bạn ăn đi, chúng ta nâng ly lên cùng khỏi nến đi, đừng ăn nữa. Nâng ly nào. Ok, thôi mình nâng ly lên nào. Trời ơi. Ủa cái gì vậy Sim, sao tự nhiên thở dài vậy Sim? À, là tiếng tôi hơi buồn một xíu à. Hả? Tự nhiên không buồn, hôm nay mọi người họp lớp vui ơi là vui luôn, tự nhiên bà buồn à, buồn chuyện gì hả? Ờ, thì đúng là gặp mọi người vui là có, nhưng mà tôi cảm giác tiếc quá à. Hồi trẻ tụi mình ít chụp ảnh á, giờ không có kỷ niệm để xem lại, giờ tụi mình già hết trơn rồi. Cũng đúng ha. Tính ra là lúc chúng ta còn trẻ, chúng ta không chụp một bức ảnh nào chung với nhau hết. Bây giờ chúng ta già hết trơn rồi, chụp ảnh xấu lắm. Hời, bây giờ sao ta? Đúng rồi. Bây giờ tôi cũng muốn chụp ảnh nè. Có ai muốn chụp ảnh không? Khoan, từ từ mọi người. Hôm nay nè, tôi đến đây là tôi có đem rất là nhiều quà cho mọi người. Cho nên ở đây, mọi người hãy nhìn đây. Trên tay tôi chính là một cái bình thuốc. Và cái bình thuốc này rất là đặc biệt luôn nha. Bình thuốc này á, là gì ta? Từ từ tôi đọc lại cái đã. Thuốc tuổi trẻ. À đây đúng rồi. Cái thuốc này chính là bình thuốc tuổi trẻ. Khi mọi người chọi cái bình thuốc này vô người mọi người á, thì mọi người sẽ được trẻ lại. Và chúng ta sẽ được trẻ lại như ngày xưa, hiểu không? Nhưng mà chỉ trong vòng 1 phút thôi. Đúng rồi. Ghê không? Thả 1 phút huy hoàng còn hơn ngàn năm bị hỏi. Ném thử. Ok rồi, bây giờ mọi người tập trung lại đây, đó, cái thuốc này tôi xếp vị trí luôn. Ủa mà mọi người không có tò mò tôi kiếm đâu ra cái thuốc này hả? Ông kiếm thuốc này đâu vậy? Thuốc này là do tôi tự chế tạo được á, ghê không? Thấy tôi ghê không? Thông minh không? Chắc không vậy. Đúng rồi, đây mọi người đứng dưới đây. Xịt lại gần nhau xíu. Đây, bây giờ tôi chọi bình thuốc ra, tất cả mọi người sẽ được gọi là hưởng phép thuật nè. Ok. Ơi các con. Thôi, các con trẻ rồi, tí nữa trẻ thành em bé luôn á. Thôi đi xa xa ra. Ok chuẩn bị nha. Đúng rồi. 1 2 ba bum chiu. Tôi trẻ rồi nè Phong ơi. Trời ơi, chúng ta đã trẻ lại rồi. Là cái gì? Trời ơi, ông Siro mới vừa trẻ lại cái mắt cua luôn kìa bạn ơi. Trời ơi, ghê thiệt. Wow. Ghê thiệt. Chứ không phải để mắt cua thôi. Mọi người. Trời ơi. Mọi người. Ui vậy, tôi có tóc rồi. Mr. Dịch cuối cùng cũng đã có tóc lại nha các bạn nha. Mọi người khoan từ từ. Mọi người quên nè hả? Cái này nó chỉ có tác dụng trong vòng 1 phút thôi. Cho nên chúng ta cần phải gọi là chụp ảnh với nhau. Nhanh lên. Chụp ảnh. Mọi người tôi có máy ảnh nè mọi người. Tôi có máy ảnh nè. Phương Cận, kêu cháu ông đây chụp coi, nhanh lên. Ơi Phương Cận, lại đây chụp ảnh giùm cho ông nội coi, nhanh lên. Đây, rồi Kairon cứ đưa cái máy ảnh đó cho cháu tôi sẽ chụp giùm cho. Ok rồi. Bây giờ nha. Con chụp đàng hoàng á. Nè mọi người, 1 phút thôi đó mọi người, nhanh lên. Trời ơi, ok bây giờ nha. Phong kết rồi, tóc tôi lại nè. Chụp ảnh nhanh lên, không thôi tí nữa là ông Dịch ông mất tóc bây giờ. Rồi ok chuẩn bị nha. Nè. Cả mùi đứng vô nhanh lên. Rồi ok chuẩn bị nha, cười lên nè. Này mới vừa. Rồi chuẩn bị nè. Nè, đứng thẳng lên với ba làm gì? Ok chuẩn bị nè. 3 2 1 chụp.